Thưa quý vị, năm học mới 2021-2022 đã bắt đầu được hơn 2 tháng nhưng học sinh vẫn chưa thể đến trường để học trực tiếp. Ngành giáo dục thành phố đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học. Tuy nhiên, với việc phát sinh các ổ dịch mới trên địa bàn thành phố, kế hoạch cho học sinh đi học trở lại phải có nhiều điều chỉnh. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền Trung tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 17 tuổi. Trước đó, toàn bộ các giáo viên, công nhân viên của ngành giáo dục cũng đã được tiêm vaccine. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc triển khai dạy học trực tiếp trong thời gian tới. Thì hiện tại, việc tiêm ngừa vaccine có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc học sinh sẽ trở lại trường. Các em học sinh sẽ cảm thấy yên tâm hơn và phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại thì toàn bộ giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục đã được tiêm chủng. Đối với những độ tuổi khác thì chúng tôi cũng đang chờ đợi kế hoạch triển khai cụ thể của Sở Y tế. Thì ngành giáo dục đào tạo sẽ phối hợp cùng với ngành y tế để triển khai cho các em học sinh ở độ tuổi nhỏ hơn. Từ đầu năm học cho tới nay, việc dạy học trực tuyến ở các cấp học, bậc học được duy trì, đảm bảo chất lượng tiến độ chương trình. Tuy vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc trở lại trường học trực tiếp của học sinh, nhưng thời gian qua các trường học trên địa bàn thành phố đã có sự chuẩn bị về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến con người, cũng như các phương án phòng chống dịch cụ thể. Nhà trường cũng tiến hành tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân của trẻ, đồ chơi, thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình của trẻ và cũng tuyên truyền cùng chung tay để mà phòng chống dịch với nhà trường. Thời gian qua, một số trường học trên địa bàn thành phố đã được phép đón học sinh trở lại học trực tiếp. Tất cả các hoạt động dạy học đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Trở lại trường học là mong muốn của rất nhiều giáo viên, học sinh, phụ huynh. Khi việc học trực tuyến bộc lộ một số bất cập. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, học trực tuyến trước mắt vẫn là xu hướng tất yếu và việc cho học sinh trở lại trường cần phải có lộ trình phù hợp. Ủy ban thành phố cũng đã có cái chỉ đạo thì đề nghị là ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai công tác dạy học trực tuyến theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến theo kế hoạch. Còn cái việc mà dạy học trực tiếp thì sẽ có chỉ đạo căn cứ vào tình hình dịch, diễn biến dịch. Nhưng mà dù học trực tiếp hay là trực tuyến thì cũng phải đề cao cái trách nhiệm của quản lý, của gia đình, của nhà trường và của các thầy giáo, cô giáo trực tiếp để làm sao là cố gắng dù trực tuyến đi nữa thì nhưng mà cứ đảm bảo một cái kiến thức và chất lượng. Liên quan đến công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xác định cấp độ dịch làm căn cứ tổ chức dạy và học trực tiếp. Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết định thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Đà Nẵng theo từng cấp học, bậc học.